Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ tư năm 2024 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Khu trưng bày đại hội đã thu hút đông đảo các đại biểu tham quan. Với chủ đề kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn tỉnh, khu trưng bày đại hội gồm các tài liệu, tranh ảnh về các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách và dự án đầu tư, những điểm nhấn về phát triển kinh tế xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Tại khu trưng bày còn có nhiều hiện vật về các di sản văn hóa các dân tộc Lào Cai, giới thiệu các ấn phẩm, tài liệu về nghi lễ truyền thống, các hiện vật gắn liền với đời sống các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Thông qua hoạt động trưng bày tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ tư năm 2024 đã góp phần khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa truyền thống, tiếp thêm động lực tinh thần để cộng đồng các dân tộc thiểu số tiếp tục thi đua phát triển kinh tế xã hội, đóng góp chung vào sự phát triển của quê hương Lào Cai. Ban chỉ đạo diễn tập huyện Bát Sát vừa chỉ đạo xã Mường Vi diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024. Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Với sự thống nhất và phối hợp nhịp nhàng giữa chỉ đạo với thực hành, diễn tập đã đạt mục đích yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao cơ chế lãnh đạo, điều hành và chỉ huy cho cấp ủy, chính quyền, khả năng phối hợp, hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn nhiệm vụ an ninh quốc phòng tại địa phương. Thưa quý vị, năm học 2024-2025 là năm học đầu tiên tất cả các cấp học đều thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do vậy, cùng với chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, thì việc đảm bảo sách giáo khoa cho học sinh, nhất là học sinh ở địa bàn vùng cao, vùng khó khăn, đã và đang được ngành giáo dục quan tâm triển khai, bảo đảm các em có đủ những đầu sách tối thiểu cho năm học mới, ghi nhận tại huyện Mường Khương. Trên 200 bộ sách giáo khoa từ lớp 6 đến lớp 9 do đơn vị cung ứng chuyển về đang được nhân viên thư viện và các thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở Tùng Trùng Phố rà soát, đảm bảo số lượng trước khi phát cho học sinh trong ngày tựu trường. Hiện tại là bên công ty sách ấy, họ đã giao là từ khối 6 đến khối 8 là đã đủ, và khối 9 thì hiện tại là còn thiếu sách mỹ thuật với cả sách khoa học tự nhiên ấy, là bên nhà sản xuất là người ta cũng đã hẹn là từ giờ cuối tuần là người ta sẽ giao nốt ạ. Còn tại trường trung học cơ sở thị trấn Mường Khương, với tổng số 815 học sinh thì gần 700 em đã đăng ký và nhờ thư viện nhà trường mua hộ sách. Số còn lại các em xin sách cũ của các anh chị khóa trước. Nhà trường cũng có những giải pháp phù hợp để đảm bảo tất cả học sinh đều có sách giáo khoa cho năm học mới. Lấy mặt bằng kiến thức chung của học sinh để lựa chọn các cái bộ sách phù hợp, nhà trường cũng công khai các cái đầu sách và các nhà xuất bản giáo dục mà được nhà trường lựa chọn. Và từ đó thì cũng rất là thuận lợi cho việc phụ huynh học sinh đi ra các cái siêu thị sách để lựa chọn các cái đầu sách đúng với các cái nhà sách mà nhà trường đã lựa chọn. Không chỉ nhà trường mà việc chuẩn bị sách giáo khoa cũng được cấp ủy chính quyền, các bậc phụ huynh quan tâm vào cuộc từ sớm. Nhờ vậy khoảng 97% học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn có đầy đủ sách cho năm học mới. Cuối năm học cũng tập trung phụ huynh đến họp và thống nhất cái phương án để mua sách giáo khoa cho các cháu, thì và cũng được là 100% là phụ huynh cũng đồng thuận, thì cũng được sự nhất trí của cấp ủy chính quyền địa phương. Sau đó là nhà trường mua sách cho các cháu theo cái kế hoạch nhà trường. Trong quá trình thực hiện thì có thành lập các cái hội đồng về việc là tuyển chọn sách giáo khoa, và qua đó thì sẽ gợi ý để các cái bậc phụ huynh người ta sẽ lựa chọn để mua cho con em mình. Phấn đấu là đến đầu năm học mới, tức là đến lúc khai giảng, thì huyện Mường Khương sẽ đạt được 100% sách giáo khoa để phục vụ cho con em học tập. Cùng với đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc chủ động chuẩn bị sách giáo khoa tại Mường Khương cũng như các địa phương trong tỉnh là điều kiện quan trọng để ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025. Để chủ động phát hiện các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Trung Thu sắp tới, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Sở Công Thương kiểm tra giám sát lấy mẫu thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Trong đợt này, các đoàn kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra, giám sát, đánh giá nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Dịp này, các đoàn cũng sẽ lấy hơn 160 mẫu thực phẩm đối với các mẫu bánh trung thu, bánh kẹo, đồ uống đóng chai, nước đá thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh để gửi kiểm nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với các mẫu thực phẩm không đạt, ngành chức năng sẽ xử lý theo quy định. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ công khai cơ sở có vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời trong cộng đồng, qua đó bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Huyện ủy Mường Khương vừa tổ chức hội nghị nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong sử dụng mạng Internet, mạng xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu nghe chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong sử dụng Internet, trách nhiệm sự quan tâm của cấp ủy chính quyền cơ sở trong lãnh đạo chỉ đạo về việc sử dụng Internet, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn an ninh mạng, kỹ năng khai thác xử lý vi phạm. Thông qua hội nghị nhằm tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, gương mẫu, chủ động nâng cao nhận thức, kiến thức trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sử dụng mạng xã hội văn minh, không chia sẻ, đăng tải, bình luận thông tin chưa được kiểm chứng. Giải Marathon Vượt Núi Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 9 năm 2024 tại thị xã Sapa. Các vận động viên tham gia giải ở các cự ly 10 km, 21 km, 50 km, 70 km, 100 km. Cung đường chạy sẽ đi qua hầu hết các xã phường trên địa bàn thị xã Sapa. Đến nay đã có khoảng 2.000 vận động viên, trong đó có cả vận động viên người nước ngoài đăng ký tham gia giải. Để chuẩn bị tốt nhất cho giải Marathon Vượt Núi Việt Nam năm 2024, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa và đơn vị tổ chức đã họp thông qua kế hoạch, phương án tổ chức, thống nhất công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn sức khỏe cho các vận động viên tham gia giải. Qua 10 năm tổ chức, Việt Nam Mountain Marathon đã trở thành giải chạy địa hình hấp dẫn, thu hút đông đảo người yêu thích môn chạy bộ trong nước và quốc tế. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội Mùa Thu Sapa và Festival Sông Hồng năm 2024, qua đó góp phần quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo, tài nguyên du lịch đặc sắc của Sapa và của tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Tinh thần học bác đang được Đảng bộ huyện Bắc Hà tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ tại các chi đảng bộ trực thuộc. Phóng sự sau là câu chuyện về tinh thần đồng hành của Đảng bộ xã Bản Liền trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn. Nổi bật giữa núi rừng của thôn đội 4 là căn nhà sàn khang trang, mang đặc trưng văn hóa người Tày. Đây là mô hình phát triển du lịch cộng đồng của anh Vàng A Bình. Năm 2021, anh Bình bắt đầu làm du lịch nghỉ dưỡng. Năm 2023, được chính quyền tư vấn hướng dẫn, anh Bình tiếp cận nguồn vốn và ưu đãi theo nghị quyết 06 của Hội đồng nhân dân tỉnh với số tiền 50 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà sàn đón khách. Hiện bình quân mỗi tháng gia đình có nguồn thu ổn định trên 20 triệu đồng. Khi mà được tiếp cận cái nguồn vốn của nghị quyết 06 ấy thì cũng lấy cái số tiền đó thì cũng làm cái động lực để bọn mình cùng nhau cải tạo các khu vui chơi và làm thêm các bungalow và san lấp cái mặt bằng để mà khi khách đến có thể được tham quan và được trải nghiệm. Cũng rất là mong muốn là sẽ cái nguồn vốn sẽ được tăng thêm và để cho những người dân như bọn mình được tiếp cận nhiều hơn. Với sự đồng hành của chính quyền, các mô hình kinh tế hiệu quả ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại xã vùng cao Bản Liền, như mô hình nuôi lợn đen của gia đình chị Cư Thị Xó, duy trì ổn định đàn lợn trên 30 con. Từ hiệu quả chăn nuôi, mỗi năm gia đình có nguồn thu trên 200 triệu đồng. Ở đây thì kinh nghiệm không có nên là nhờ Ủy ban nhân xã họ hỗ trợ là cho người, cho thú y cán bộ xã ra, cho tiêm thuốc, xong là dạy mình cách để mình phòng chống dịch bệnh cho con lợn. Nếu không có xã thì mình không có làm được đâu. Phân công các đồng chí trong thường trực cũng như trong chấp hành thường vụ rồi cán bộ, công chức, viên chức phụ trách các thôn để hướng dẫn và cũng sát sao trong các công việc của nhân dân. Hoặc là những gì nhân dân chưa biết thì chúng tôi cũng chấp lối kịp thời với lại các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện để giúp đỡ nhân dân. Quan tâm đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương, tinh thần nỗ lực vươn lên của bà con. Từ một xã khó khăn, giờ đây Bản Liền đang vươn lên mạnh mẽ. Đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt,
bình quân thu nhập đầu người trên năm đạt gần 40 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hiện còn 43%. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ có hai bộ đề thi, gồm một bộ đề thi cho thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông mới và một bộ cho thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 dự kiến giữ nguyên tỷ trọng lượng câu hỏi theo kiểu cũ, giữ phần dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đồng thời sẽ có thêm các định dạng mới như câu hỏi dạng đúng sai và dạng trả lời ngắn. Giai đoạn 2025-2030 sẽ giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Giai đoạn sau năm 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương hoặc có thể kết hợp hai hình thức làm bài. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vừa có thông báo kéo dài các hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cụ thể, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ hoạt động từ 19 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024 đến 24 giờ ngày mùng 3 tháng 9 năm 2024. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ sẽ hoạt động từ 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày trong khoảng thời gian trên. Việc kéo dài thời gian hoạt động của các không gian đi bộ này được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian vui chơi giải trí cho người dân thủ đô và du khách trong dịp lễ Quốc khánh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô. Tại tỉnh Sóc Trăng, sau khi thu hoạch lúa hè thu sớm, nông dân ở các vùng trũng thấp đã gieo xạ vụ lúa thu đông không theo khuyến cáo của ngành chức năng. Theo đó, nông dân một số địa phương đã gieo xạ hơn 3.500 hecta lúa thu đông, tăng trên 1.800 hecta so với cùng kỳ năm trước. Theo ngành nông nghiệp Sóc Trăng, năng suất vụ lúa này thường không cao, thời điểm thu hoạch thường có mưa nhiều. Để đảm bảo hiệu quả sản xuất, ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị các địa phương khuyến cáo người dân không tiếp tục xuống giống vụ thu đông, nhất là ở những vùng chưa có hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh. Khuyến khích chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản trên ruộng lúa, đồng thời chuẩn bị tốt cho niên vụ đông xuân sắp tới. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Sau chuyến thăm Nga ngày 22 tháng 8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có chuyến thăm chính thức Belarus và có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Alexander Lukashenko, trong đó hai bên nhấn mạnh quan hệ hợp tác song phương. Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Lukashenko cho biết hai nước đã thiết lập được mối quan hệ cấp cao nhất trong lịch sử, là đối tác chiến lược toàn diện và trong mọi hoàn cảnh, và có tình hữu nghị lâu dài. Cũng trong chuyến thăm này, Belarus và Trung Quốc đã ký nhiều thỏa thuận thương mại tự do và các khoản đầu tư. Thỏa thuận này có thể tạo ra các quy định minh bạch, thúc đẩy xuất khẩu từ Belarus sang Trung Quốc tăng thêm ít nhất 12% và dòng vốn đầu tư của Trung Quốc sang Belarus tăng thêm 30% trong 5 năm tới. Trước tình hình lũ quét nghiêm trọng trên diện rộng ở miền Bắc Thái Lan, chính phủ nước này ngày 22 tháng 8 đã tiến hành cuộc họp giữa các cơ quan ban ngành nhằm thảo luận những biện pháp ứng phó. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thái Lan đã chỉ thị Bộ trưởng Nội vụ và chính quyền các địa phương xảy ra lũ lụt nắm bắt tình hình thực tế, cũng như nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, trong đó có việc sơ tán hàng nghìn người khỏi vùng ngập nặng. Chính phủ Thái Lan cũng giao Văn phòng Tài nguyên Quốc gia để nhanh tốc độ thoát nước, trong khi các cơ quan hữu quan cũng cần sẵn sàng chuẩn bị cho những tình huống phát sinh. Quân đội Thái Lan cũng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tới khu vực lũ lụt để cứu trợ người dân. Chiều 22 tháng 8 tại thủ đô Viêng Chăn của Lào đã diễn ra lễ khai mạc giải cờ vua các nhóm tuổi ASEAN mở rộng lần thứ 22 năm 2024. Việc tổ chức giải đấu cờ vua lần này có ý nghĩa quan trọng và là dịp để các vận động viên cùng nhau thi đấu, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và nâng cao trình độ, qua đó phát hiện bồi dưỡng tài năng cho các giải đấu khác. Giải có sự tham gia của 180 vận động viên đến từ 8 quốc gia gồm Indonesia, Lào, Myanmar, New Zealand, Philippines, Nga, Singapore và Việt Nam, với các hạng đấu gồm U6, U8, U10, U12, U16, U18 và U20 với các nội dung riêng dành cho giải mở rộng và giải nữ. Theo kế hoạch, giải cờ vua các nhóm tuổi ASEAN mở rộng lần thứ 22 năm 2024 sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 31 tháng 8 năm 2024.
Ngày 22 tháng 8, cảnh sát Philippines bất ngờ khám xét một tòa nhà văn phòng tại thành phố Manila, bắt giữ gần 100 người tình nghi lừa đảo người khác đầu tư vào sàn giao dịch giả. Cảnh sát bắt giữ 32 người Philippines và 67 người nước ngoài, trong đó có 58 người Trung Quốc cùng một số người Malaysia, Indonesia. Chủ sở hữu và quản lý cơ sở trên đều là người Trung Quốc, cũng nằm trong số những đối tượng bị bắt giữ. Trong tuyên bố, cảnh sát cho biết trung tâm trên đang thực hiện các vụ lừa tình và lừa tiền điện tử. Các nhân viên đóng giả là người mẫu giàu có để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một nền tảng giao dịch ảo. Những người Philippines bị bắt khai rằng họ bị ép thực hiện các vụ lừa đảo. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.